Thưa cho con hỏi về sự khác nhau giữa ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn là như thế nào? Thì thường ấy, cái ngũ uẩn ấy là chỉ về năm cái uẩn. Còn khi mà ngũ thủ uẩn ấy thì nhấn mạnh về cái sự dính mắc mình ấy đối với năm uẩn. Đơn giản vậy thôi. Cho nên là hai cái thằng này nó không có nó khác nhau, cùng cùng nói về năm thứ ha, cùng nói về năm uẩn, nhưng mà cái thứ hai đó là nhấn mạnh về cái khía cạnh là nó dính mắc.